Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi, phơi màu áo riêu vỗ về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Vâng, đó là bài hát vào hạ của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Thời tiết Cali vào hạ cũng là lúc mà gia đình nhỏ của chúng em chuẩn bị bay về Việt Nam. Trước ngày bay về, gia đình nhỏ của chúng em có tham quan biển San Diego, một cái checkpoint tại cái địa điểm gần freeway I-5, đó là Diana Point, dành cho Sophia và Weston. Thời tiết lúc này thật là trong xanh và mát mẻ, tuy có nóng gắt một chút nhưng cũng là lúc mà gia đình nhỏ của chúng em chuẩn bị lên đường. Vậy là đã hơn 3 năm rồi mới có dịp trở lại, và sau hơn 2 tháng rong ruổi những cái nẻo đường nước Mỹ cũng là lúc, cũng là hành trình mà hôm nay trong video này gia đình em xin giới thiệu chặng đường về Việt Nam với hãng Singapore Airlines, bay từ sân bay Los Angeles và nơi đến chính là sân bay Tân Sơn Nhất của Sài Gòn. Ngồi đây trong lúc này có những cái cảm xúc mà rất là dâng trào, những cái bồi hồi, những cái kỷ niệm trong 2 tháng qua khi mà đại gia đình nhỏ của chúng em rong ruổi trên những nẻo đường nước Mỹ. Và đặc biệt đó chính là những cái hành trình đi xe hơi và những hành trình đi máy bay. Cũng may là có 2 cái cassette của chị Hiển và anh Trinh mà để cho Sophia và Weston đi được những cái chặng đường rất là dài, những cái chặng đường trên máy bay. Và đây chính là hãng Enterprise trước ngày đi về. Trong ngày hôm đó, bác Long đã dẫn em tới cái chỗ này để mà trả lại chiếc xe. Vâng, một lần nữa là qua video clip này, gia đình nhỏ của chúng em xin cảm ơn bác Long rất là nhiều và mong bác lúc nào cũng được nhiều sức khỏe và bình an. Và đây chính là hình ảnh của bác Long nhà em, lúc nào cũng vui vui cười cười. Không hiểu sao cứ mỗi lần đi với em thì cái nụ cười của bác Long lúc nào cũng giữ trên môi, và có nhiều lý do. Và một cái nụ cười này nhìn thấy rất là hạnh phúc, và hy vọng rằng là cái nụ cười này luôn giữ mãi với bác Long. Còn đây chính là hình ảnh của ông bà ngoại trước khi mà 30 phút để mà chia tay, để mà gia đình em đi ra sân bay Los Angeles. Và đây chính là hình ảnh của chị Vi. Còn đây hình ảnh của bác Long, hình ảnh của Sophia tại sân nhà sau vườn của ông bà ngoại. Người ta nói rằng người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng hóa dại khờ. Vâng, hình như câu nói này đã đúng trong trường hợp gia đình nhỏ của chúng em. Nhưng mà cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia tay, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia ly, có những bồi hồi cảm xúc xúc động. Và đây chính là hình ảnh của chị Thịnh và anh Hiệp. Hôm nay gia đình nhỏ của chúng em sẽ được anh Hiệp chở ra sân bay, và trong cái chiếc xe Honda này thì có tổng cộng là 10 kiện hành lý. Không hiểu lần này như thế nào mà đồ đạc rất là nhiều. Hình ảnh của ông ngoại lúc nào cũng bồi hồi xúc động với là Sophia và Weston. Còn đây chính là anh Hiệp nhà em, lúc nào cũng lo lắng cho Sophia và Weston. Những cái tình cảm anh em rất là thiêng liêng, dẫu sông có cạn núi có mòn thì cái điều đó vẫn không thay đổi. Và một lần nữa qua video clip này, đại gia đình nhỏ của chúng em xin cảm ơn đại gia đình nhỏ của bác Hiệp và chị Vi. Kính chúc anh chị lúc nào cũng sẽ có được nhiều niềm vui trong cuộc sống và được nhiều ơn trên che chở. Một lần nữa gia đình em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và đây là những cái khoảnh khắc mà chia tay, người đi người ở lại vẫn còn những cái bồi hồi, vẫn còn những cái xúc động, nguyên một cái dàn kiện hành lý rất là nhiều mà chỉ có em và vợ em để mà đẩy cái dàn hành lý này vào phía trong. Tổng cộng là 10 kiện hành lý. Thường thì tại các sân bay lớn khi mà xuống hành lý thì các loại xe cũng không thể nào ở lâu được. Thì lúc này em tranh thủ mà quay lại cái khoảnh khắc giữa anh Hiệp và Weston. Ai cũng có những cái niềm lưu luyến riêng, mặc dù chỉ đậu xe được hơn có 2 phút.
Và sau đó đại gia đình nhỏ của chúng em đi vào phía trong để check in với hãng Singapore Airlines. Vào tháng 7 thì vé máy bay khá là mắc, trung bình là 1.600 đô cho một người cả hai chiều đi và về. Thái độ phục vụ của nhân viên Singapore Airlines rất là chuyên nghiệp và rất là tận tình. Những năm trước dịch thì đại gia đình nhỏ của chúng em đi với hãng là Asiana Airlines, vé đâu đó tầm khoảng 900 hoặc là 850. Sau đợt dịch Covid, mọi thứ đều tăng giá và dòng người đi travel rất là đông. Còn đây đây chính là hãng EVA. Sau khi mà check in xong với Singapore Airlines thì em có quay cận cảnh của hãng EVA, rất là đông dòng người tấp nập và nối đuôi nhau để mà check in. Và sau đó nhà em đi vào phía trong để mà đi qua cái cửa hải quan. Nhìn chung lúc này ai cũng đã thảnh thơi, ai cũng nhẹ tay, bớt nặng gánh, bớt nhiều lo âu rồi. Lúc này vẫn là lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm của hai chị em tại sân bay Los Angeles. Thực sự mà nói đó chính là cảm ơn ơn trên đã che chở cho gia đình nhỏ của chúng em, che chở cho hai chị em. Hai chị em lúc nào cũng rất là ngoan ngoãn và hợp tác với ba với mẹ, không có cái chuyện nhè nhè và lúc nào cũng tự giác về đồ đạc của mình, nói gì làm đó. Nhìn chung cái chuyến hành trình mà rong ruổi gần 2 tháng trên những nẻo đường nước Mỹ đã đem lại được nhiều kỷ niệm, những cái hồi ức cho hai chị em và làm hai chị em lớn lên rất là nhiều. Hai chị em Sophia và Weston đi đâu làm gì cũng được nhớ nhớ thương thương của ông bà, cô chú bác, các anh chị, lúc nào cũng nhắc tên. Đó chính là cái niềm vui của ba mẹ, đó chính là niềm vui mà trong cái chuyến hành trình đi nước Mỹ rong ruổi gần 2 tháng. Một lần nữa qua video này, đại gia đình nhỏ của chúng con xin cảm ơn ông bà, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị và các cháu, lúc nào cũng dành nhiều tình cảm cho gia đình nhỏ của chúng con. Và chúng con xin kính chúc mọi người lúc nào cũng được nhiều sức khỏe và được nhiều ơn trên che chở. Vâng, chính ngay lúc này đây, gia đình nhỏ của chúng con đã vào cabin chuẩn bị bay về Việt Nam với hãng Singapore Airlines. Và đây đây chính là máy bay Airbus 350-900, rất là dài và to. Trong chuyến hành trình này sẽ là 17 giờ đồng hồ từ sân bay Lod tới Singapore, và sau đó sẽ là nghỉ ngơi 2 tiếng và đổi máy bay bay về Việt Nam. Sau khi ngồi trên máy bay được gần 2 tiếng thì các nhân viên Singapore Airlines cho mọi người được ăn tối, tại vì thời điểm mà check in thì rất là lâu nên bụng ai cũng đói. Tuy nhiên tại thời điểm ăn uống hầu như các món ăn không được ngon. Vì đây là lần đầu tiên mà gia đình nhỏ của chúng em đi với hãng Singapore Airlines, nhìn chung thức ăn không được vừa miệng, không được ngon cho lắm. Lúc này đã là giấc khuya rồi, đâu đó tầm khoảng 2-3 giờ khuya nên ai cũng mệt, ai cũng mỏi, không ai muốn ăn uống gì nhiều, chỉ uống một ngụm nước, và ngay cả Sophia và Weston cũng chỉ muốn nghịch iPad mà thôi, cũng không có ăn gì nhiều lắm. Và đây đây chính là hình ảnh của Sophia với những cậu mì, ăn là phụ, nghịch là chính, lúc nào cũng líu la líu lót trong sân bay. Cũng may là hai chị em lúc nào cũng hiểu chuyện, nếu mỗi lần mà nói to nói lớn thì ba mẹ nhắc nhở, hai chị em biết và sau đó sẽ không nói to nói lớn nữa. Thấm thoát cũng đã 15 giờ trôi qua. Cả nhà ai cũng vui mừng hớn hở khi đáp xuống tại sân bay Singapore Airlines. Cái tên sân bay là Changi và mọi người hành trình chuẩn bị bay về Việt Nam. Tại sân bay Changi của Singapore, nhìn chung thái độ, sự thân thiện của những nhân viên phục vụ, những nhân viên bán hàng khi nhìn thấy người châu Á có vẻ họ không được nhiệt tình và cởi mở cho lắm, đó chính là một cái điểm trừ. Có lẽ đó chính là sự giàu có, sự thịnh vượng của đất nước Singapore, nên nhìn chung những người dân của họ có một cái cuộc sống khá là sung túc. Cũng hy vọng rằng sau nhiều năm nữa, nhiều năm nữa, đất nước Việt Nam mình cũng sẽ giàu có, ai cũng có một cái đời sống rất là thoải mái và thịnh vượng. Như vậy sẽ kéo thêm được lượng du khách du lịch tới đất nước Việt Nam và kéo thêm nguồn thu nhập chính cho mọi người.
Và sau đó chính là hành trình bay từ Singapore về Sài Gòn, Việt Nam. Trong chuyến hành trình này, gia đình nhỏ của chúng em được gặp lại gia đình nhỏ của anh Giao và chị Vân, được ngồi chung máy bay với gia đình anh chị. Đó cũng chính là cái duyên. Và bay chỉ có 1 giờ 45 phút, tuy nhiên hãng Singapore Airlines cho một cái khẩu phần ăn rất là vừa miệng, thêm một cái phần sữa chua. Nhìn chung trong cái lần mà bay 1 tiếng 45 phút này thì lại thức ăn rất là vừa miệng và rất hợp khẩu vị với mọi người. Và đặc biệt hơn, trong hành trình từ Singapore về Việt Nam, gia đình nhỏ của chúng em cũng được bay máy bay rất là to, đó chính là Airbus 350-900, một máy bay to, dài và rộng, đi rất là êm. Và đây chính là hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất. Tại sân bay thì có ông bà nội ra đón, và sau đó gia đình nhỏ của chúng em chụp lại, lưu giữ lại những cái kỷ niệm hình ảnh với anh Giao và chị Vân. Sau đó mọi người ai cũng ra về, tại vì lúc này ai cũng bận rộn với những cái người thân của mình, nên hy vọng sẽ có dịp gặp lại với anh chị, được trò chuyện với các anh chị nhiều hơn. Kính chúc anh chị có một cái chuyến đi chơi rất là vui vẻ và bình an. Và đây, sau hơn hành trình 24 tiếng giờ đồng hồ, đại gia đình nhỏ của chúng em đã về đến nhà an toàn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, kính chúc mọi người được nhiều niềm vui và sức khỏe.